Cô mến chào tất cả các em học sinh nè. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong chương trình học trực tuyến ha. Ở tiết học trước các em đã quan sát một số động vật nguyên sinh dưới kính hiển vi. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu kỹ hơn về từng đại diện của động vật nguyên sinh. Thì đại diện đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu đó là trùng roi. Cụ thể đó là trùng roi xanh và tập đoàn Von Vogt, hay còn gọi là tập đoàn trùng roi đúng em. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về trùng roi xanh nhé mấy em. Trùng roi xanh thì nơi sống của nó là ở ao hồ đầm nè, ở ruộng hay là ở kể cả những vũng nước mưa mà động lâu ngày nữa. Cấu tạo và di chuyển như thế nào? Em hãy quan sát hình 4.1 ở sách giáo khoa trang 17, sơ đồ cấu tạo của trùng roi. Như tiết trước các em đã được quan sát một số động vật nguyên sinh trong đó có trùng roi. Vì sao chúng ta phải quan sát chúng qua kính hiển vi nè? Bởi vì kích thước của chúng rất là nhỏ bé ha, mắt thường chúng ta không quan sát được, chỉ quan sát qua kính hiển vi mà thôi. Thì đó là về kích thước của chúng ha, trong đó có trùng roi luôn. Về cấu tạo cơ thể thì trùng roi cơ thể của chúng chỉ là một tế bào, có nghĩa là cơ thể đơn bào em, rất là đơn giản ha. Về hình dạng thì em thấy nè, hình dạng của trùng roi xanh đó là có hình thoi ở phía đuôi nhọn và phía đầu có một roi bơi đây mấy em. Đó là roi bơi. Thì roi bơi này giúp ích gì cho cơ thể? Thì roi sẽ xoáy vào trong nước để giúp cơ thể của nó vừa tiến và vừa xoay. Ở cạnh gốc roi thì có điểm mắt, giúp cho trùng roi nhận biết được ánh sáng nè. Và cạnh điểm mắt thì có không bào co bóp giúp cho nó bài tiết các chất thừa trong cơ thể. Bao xung quanh cơ thể đó chính là màng cơ thể, cũng chính là màng tế bào. Có các hạt diệp lục, thì trong cơ thể của nó có khoảng 20 hạt diệp lục tạo nên màu xanh cho trùng roi. Bên cạnh đó nó cũng có những hạt dự trữ nữa các em. Thì hạt dự trữ này nó nhỏ hơn so với những hạt diệp lục nhé. Và thành phần rất là quan trọng trong tế bào trong cơ thể của nó đó chính là nhân. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu xong phần cấu tạo và di chuyển. Đây là nội dung chính các em hãy ghi vào trong vở của mình. Chúng ta sẽ chuyển sang phần 2 tìm hiểu về quá trình dinh dưỡng của nó. Phần 2 dinh dưỡng ha. Trước khi tìm hiểu cụ thể phần dinh dưỡng của trùng roi thì ở đây cô đặt ra câu hỏi như thế này. Theo em thì dinh dưỡng là quá trình gì của sinh vật nói chung vậy nghe em? Dinh dưỡng là quá trình trao đổi chất của sinh vật. Trao đổi như thế nào? Tức là trao đổi là có cho và nhận đúng không? Như vậy ở đây là cơ thể sinh vật sẽ nhận vào những chất dinh dưỡng, những chất cần thiết cho cơ thể và thải ra môi trường những chất thừa, những chất bã và những chất không cần thiết cho cơ thể. Thì đó là quá trình dinh dưỡng. Như vậy thông qua quá trình dinh dưỡng này giúp cho cơ thể làm gì? Tích lũy được chất dinh dưỡng để nó lớn lên ha, để lớn lên, để tăng trưởng phát triển. Đấy. Vậy bây giờ tiếp theo, xem coi là trùng roi nó có cách dinh dưỡng của nó như thế nào. Em hãy tìm hiểu thông tin sách giáo khoa trang 17, chúng ta lật ra trang 17 nhé. Trùng roi xanh có hai khả năng dinh dưỡng, đó là tự dưỡng và dị dưỡng. Tự dưỡng là ở nơi có ánh sáng thì trùng roi xanh sẽ dinh dưỡng như thực vật nhờ vào chất diệp lục. Có nghĩa là khi có ánh sáng thì trùng roi xanh sẽ quang hợp để tạo ra chất hữu cơ để nuôi cơ thể giống như những loài thực vật vậy đúng không em? Hình thức thứ hai đó là dị dưỡng. Thì trong bóng tối trùng roi xanh nó không chết đi như thực vật. Nếu thực vật mà em để trong bóng tối lâu ngày thì nó sẽ chết là do nó mất dần màu xanh, là do nó mất dần chất diệp lục đi, đúng không? Nó không còn khả năng quang hợp được nữa. Nhưng đối với trùng roi xanh, nếu trong bóng tối trùng roi xanh nó không chết đi mà nó có khả năng là đồng hóa các chất hữu cơ hòa tan do sinh vật chết phân hủy ra. Đó là khả năng dị dưỡng, có nghĩa là nó ăn chất hữu cơ có sẵn trong môi trường. Được chưa nào? Rồi bên cạnh đó thì em thấy là nó có khả năng hô hấp, trao đổi khí qua màng cơ thể, có nghĩa là nó nhận vào oxy và thải ra CO2 thông qua cái màng cơ thể của nó, hay chính là màng tế bào đấy. Bài tiết là nhờ vào không bào co bóp.
ha, tức là những cái lượng nước thừa trong cơ thể nó sẽ tập trung vào không bao co bóp này để nó đẩy và tống ra ngoài cơ thể ha. Đó là toàn bộ quá trình dinh dưỡng của trùng roi đúng em. Như vậy chúng ta thấy rõ nè, dinh dưỡng là quá trình trao đổi chất đúng không, giữa cơ thể với lại môi trường, trao đổi những chất cần thiết ha, những chất cần thiết, cơ thể nhận vào những chất cần thiết và thải ra môi trường những chất bã, những chất không cần thiết, làm cho cơ thể nó lớn lên nè, tăng trưởng lớn lên. Này, phần này các em sẽ ghi nội dung này vào trong tập của mình ha. Đó là quá trình dinh dưỡng. Sau đây chúng ta hãy so sánh trùng roi nó có những điểm gì giống và khác so với tế bào thực vật ha. Điểm giống nhau thì chúng đều có màng tế bào nè, có chất miễn sinh, nhân và hạt diệp lục, và chúng đều có khả năng tự dưỡng. Thì trong những điểm giống nhau này, các em lưu ý cho cô cái điểm quan trọng, lưu ý ha, chú ý đó là nó đều có hạt diệp lục cho nên có khả năng tự dưỡng. Về khác nhau thì trùng roi nó có khả năng dị dưỡng, có roi, có điểm mắc, có hạt dự trữ, có không bào co bóp, thì ở tế bào thực vật nó không có đặc điểm này. Đó là chúng ta đã so sánh xong cái phần điểm giống và điểm khác giữa trùng roi và tế bào thực vật. Tiếp theo phần sinh sản nha. Tìm hiểu thông tin và quan sát hình 4.2 ở sách giáo khoa trang 18. Đây là sơ đồ các bước sinh sản phân đôi của trùng roi. Được chưa nào? Thì dựa vào hình này chúng ta hãy diễn đạt 6 bước sinh sản phân đôi của trùng roi xanh như thế nào. Đầu tiên, bước đầu tiên ha, tế bào bắt đầu tích lũy các chất để chuẩn bị cho quá trình sinh sản. Bước thứ hai đó là nhân và roi sẽ bắt đầu phân đôi nha. Bước 3 là chất nguyên sinh và các bào quang phân đôi, hạt diệp lục nè, không bào nè, điểm mắc nè, nhân và roi bắt đầu là tách nhau ra hoàn toàn. Bước thứ tư đó là màng tế bào bắt đầu tách đôi ra. Bước thứ năm đó là tế bào tiếp tục tách đôi, có nghĩa là cái màng phân cách đó này, cái vách ngăn để phân đôi nó bắt đầu nó kéo dài ra, nó tiếp tục phân đôi cơ thể. Và bước thứ sáu là hoàn thành hai tế bào con. Nè, từ một tế bào như vậy thế nào? Từ một tế bào trùng roi đã sinh sản phân đôi cơ thể cho ra hai tế bào con, và mỗi tế bào con có thành phần cấu tạo giống hệt với lại tế bào mẹ ban đầu. Thì đây là hình thức sinh sản vô tính phân đôi cơ thể theo chiều dọc. Được chưa nào? Em hãy ghi nội dung chính trong phần sinh sản vào trong vở của mình. Và lưu ý, nhân là thành phần quan trọng nhất, nó sẽ phân chia trước nhé em. Chúng ta tiếp sang phần 2 nhé các em, tập đoàn trùng roi. Ở một số ao giếng nước, đôi khi có thể gặp các hạt hình cầu màu xanh lá cây, đường kính khoảng 1 mm bơi lơ lửng và xoay tròn. Với đường kính 1 mm này thì mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy được đó các em. Đó là tập đoàn trùng roi, còn gọi là tập đoàn Von Vogt. Sau đây cô sẽ giới thiệu cho các em clip ngắn về tập đoàn trùng roi. Các em hãy cùng theo dõi nhé. Như vậy sau khi theo dõi xong đoạn clip này, các em có nhận xét gì về tập đoàn trùng roi nè? Trông nó rất là đẹp, rất là sinh động đúng không? Chúng ta tiếp tục nhé. Như vậy, tập đoàn trùng roi có dạng hình cầu nè, với hàng nghìn tế bào. Mỗi tập đoàn gồm có các tế bào liên kết lại với nhau như một mạng lưới. Và đây là lát cắt một tập đoàn cho thấy rõ là mỗi cá thể có hai roi và roi của nó sẽ hướng ra phía ngoài. Hướng ra phía ngoài để làm gì nè? Để giúp cho cả tập đoàn của nó có thể di chuyển, bơi, lơ lửng, xoay tròn ở trong
Sau đây các em hãy cùng làm bài tập ở trang 19 sách giáo khoa bằng các cụm từ tế bào, trùng roi, đơn bào, đa bào. Em hãy điền các câu nhận xét sau đây về tập đoàn trùng roi. Đến đây các em có thể dừng video lại. Chúng ta làm xong rồi chúng ta sẽ cho video nó chạy tiếp để chúng ta kiểm tra lại kết quả của mình ha. Tập đoàn trùng roi dù có nhiều tế bào nhưng vẫn chỉ là một nhóm động vật đơn bào vì mỗi tế bào vẫn vận động và dinh dưỡng độc lập. Tập đoàn trùng roi được coi là hình ảnh của mối quan hệ về nguồn gốc giữa động vật đơn bào và động vật đa bào. Đây là kết quả đã điền. Các em hãy sửa vào. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu xong về tập đoàn trùng roi. Các em ghi nội dung chính này vào trong vở của mình. Bài học đến đây là kết thúc. Yêu cầu đó là các em hãy ghi chép đủ nội dung của bài nè, học bài và xem trước bài 5, đó là bài trùng biến hình và trùng dày. Cô mến chào tất cả các em.